Trong những năm qua, thành phố thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, huy động nhiều nguồn lực nhằm hỗ trợ thực hiện có hiệu quả các chương trình vì trẻ em, góp phần đem lại một môi trường xã hội lành mạnh, bảo đảm cho sự phát triển toàn diện của trẻ em. Một trong các đề án được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả là xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mô hình góc tư vấn học đường tại trường Trung học cơ sở Đỗ Đăng Tuyển được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê thành lập từ tháng 4 năm 2022. Đây được xem là địa chỉ tin cậy để phát hiện, tiếp nhận, thu thập thông tin về các hành vi, vụ việc bạo lực học đường, kịp thời chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để can thiệp, tư vấn và hỗ trợ. Tổ tư vấn gồm đại diện ban giám hiệu, Hội Liên hiệp Phụ nữ, công an và cán bộ công tác trẻ em của phường Thanh Khê Tây cùng các chuyên gia tâm lý có chuyên môn nghiệp vụ sư phạm để nắm bắt tâm tư, lắng nghe nguyện vọng và giúp đỡ khi các em có khúc mắc liên quan đến tâm lý, sức khỏe, đời sống, học tập thông qua tư vấn trực tiếp hoặc tư vấn qua số điện thoại đến từng cá nhân. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thì cũng tiếp tục duy trì cái mô hình không riêng chỉ là đối với các em học sinh mà có thể là tổ chức những cái buổi truyền thông đối với lại phụ huynh về tâm lý tuổi học đường, và cũng ý định của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường là cũng sẽ nhân rộng cái mô hình này. Nhà trường cũng rất là mong muốn các cấp và đặc biệt là hội phụ nữ thường xuyên quan tâm hơn, có những cái phối hợp, cái chương trình làm sao đảm bảo cho các em là luôn luôn có một cái tinh thần thoải mái và các em không có những cái ấm ức hay là những cái điều khó nói mà không biết chia sẻ cùng ai. Học sinh trung học cơ sở là lứa tuổi bắt đầu có những đặc điểm tâm sinh lý phát triển mạnh, nên khi đối mặt với sang chấn tâm lý, căng thẳng trong học tập, quan hệ gia đình và xã hội, các em dễ có hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến việc học tập, rèn luyện và hòa nhập cuộc sống. Vì vậy, công tác tư vấn tâm lý học đường được nhà trường và các cấp hội phụ nữ quận quan tâm đầu tư trong nhiều năm qua. Trong thời gian tới sẽ có hướng làm việc với lại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn quận để nhân rộng những cái mô hình hiệu quả, ví dụ như là phòng tâm lý học đường đối với những trường trên địa bàn quận, nhằm hỗ trợ cho các em học sinh trong cái quá trình học tập, các em gặp những vấn đề về tâm lý thì sẽ tiếp tục triển khai để thành lập trên địa bàn quận. Đây là một trong nhiều mô hình thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong công tác thực hiện bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em. Qua đó góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em.